Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 3 sự thật khi đầu tư mua đồng hồ Rolex nhé. Có rất nhiều người lựa chọn mua đồng hồ Rolex bởi khả năng giữ giá, hoặc trong vài trường hợp, chúng còn có khả năng tăng giá theo từng năm. Có lẽ, đồng hồ Rolex cho thấy khả năng giữ giá tốt hơn đại đa số những chiếc đồng hồ từ các nhà sản xuất khác, nhưng không phải tất cả trong số chúng đều là một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận. Những chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất là đồng hồ Rolex Vintage. Trong khi đồng hồ mới được trang bị vật liệu và công nghệ mới nhất, thị trường đồng hồ vintage là nơi ghi nhận những kỷ lục về giá liên tục được phá vỡ. Vẫn có những model đồng hồ mới được Rolex sản xuất giới hạn và giá của nó cũng tăng lên theo thời gian, ví như chiếc Rolex Rainbow. Tuy nhiên, giá retail của mỗi đồng hồ này thường không được công khai mà được giữ bí mật bởi các dealer ủy quyền. Tương tự như đồ cổ, những chiếc đồng hồ vintage được công nhận về mặt giá trị bởi sự thật là do chúng không còn được sản xuất nữa. Thêm nữa, những chiếc đồng hồ Rolex cũ trong quá khứ bị thất lạc, phá vỡ nên số lượng những model còn tồn tại là rất hạn chế. Những mẫu đồng hồ Rolex thể thao thường giữ giá tốt nhất. Không phải toàn bộ đồng hồ Rolex vintage đều có giá trị như một model đồng hồ mới. Có những chiếc đồng hồ Rolex được sưu tầm nhiều hơn nhiều đồng hồ khác và chúng cũng cho thấy khả năng tăng giá trong tương lai. Có thể Rolex Desert hay Rolex President là những mẫu đồng hồ biểu tượng có đặc trưng riêng trong ngành chế tác. Đồng hồ Rolex thể thao lại thu hút sự chú ý của giới sưu tầm nhiều hơn. Nhiều nhà sưu tầm đồng hồ Rolex tập trung vào dòng đồng hồ thể thao hơn các loại khác. Ban đầu, các bộ sưu tập đồng hồ chuyên dụng của Rolex được thiết kế cho một mục đích riêng biệt, có khả năng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt nên có nhiều kiểu dáng khỏe khoắn. Nhưng theo năm tháng, chúng lại được xem là dòng đồng hồ cao cấp được nhiều người yêu thích. Ví như chiếc đồng hồ đắt nhất của năm 2017 chính là Rolex Daytona Power Newman, một cỗ máy thể thao vintage. Còn với số lượng lớn những model đồng hồ thể thao hiện thời của Rolex, có vẻ như cầu luôn lớn hơn cung, dẫn đến hiện tượng danh sách chờ tại các cửa hàng chính hãng cứ dài dằng dặc tính theo đơn vị năm. Trong vài năm qua, vấn đề danh sách chờ mua đồng hồ Rolex thép không gỉ dài hàng năm trời đã dẫn đến vấn đề giá bán của một vài model đồng hồ tại thị trường sáng cao hơn hẳn giá bán lẻ từ chính hãng, kể cả là với đồng hồ đã qua sử dụng. Top 3 mẫu đồng hồ Rolex hot nhất trong thị trường sáng hiện nay là Rolex Daytona 116500, Rolex Submariner 116610 và Rolex GMT Master Batman. Những chiếc đồng hồ được kể bên trên đều có giá bán cao hơn giá retail từ nhà sản xuất. Nguyên do là mức độ sẵn có của chúng trên thị trường hiện nay là có tính giới hạn. Một người có thể mua chiếc đồng hồ đó với giá bán lẻ nhưng phải chờ đợi trong khoảng thời gian tính theo năm hoặc là mua ngay một chiếc tại thị trường sám với giá cao hơn. Khi mẫu đồng hồ Daytona mã rep 116500 với vành bezel Cerachrome được tung ra trong sự kiện Basel Walk 2016, rất nhiều nhà sưu tập đã nhanh chóng liên hệ với đại lý ủy quyền ghi danh vào danh sách chờ mua. Model đồng hồ này hiện vẫn được fan đồng hồ Rolex đánh giá cao ở nhiều khía cạnh, ví như bộ vỏ thép không gỉ có tỷ lệ hợp lý và một mức giá dễ chịu trong danh mục đồng hồ Rolex hiện thời. Tuy nhiên, cầu cao khiến nhiều người không thể sở hữu một chiếc Rolex Daytona 116500 như ý muốn, mà giá bán của model này tại thị trường sám thường gấp rưỡi giá retail là ít nhất. Giống với model Rolex Daytona 116500, phiên bản xanh lá của model Submariner 116610 nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được biết đến nhiều với tên gọi là Rolex Hub. Trong khoảng nửa thế kỷ tồn tại, Submariner đã ghi dấu với bộ vỏ thép không gỉ, vành bezel màu đen, mặt số đen và đến khi xuất hiện, một chiếc Submariner xanh lá đã thực sự khuấy động giới mộ điểm. Đây là mẫu đồng hồ mục tiêu của nhiều nhà sưu tầm và dĩ nhiên giá bán của Rolex Hub tại thị trường ngoài luôn cao hơn các dealer được ủy quyền. Không đứng ngoài xu hướng trên, chiếc Rolex GMT Master phiên bản Batman và phiên bản Pepsi cũng thể hiện sức hấp dẫn của riêng mình. Chỉ sau ít hôm xuất hiện, hai model này đã cho thấy mức giá sở hữu tại thị trường sám cao hơn nhiều mức giá retail từ nhà sản xuất. Tính nguyên bản luôn luôn được coi trọng. Bất kể tương lai về những chiếc đồng hồ cao cấp có thay đổi ra sao, những chiếc đồng hồ Rolex nguyên bản vẫn có giá trị riêng. Từ năm này qua năm khác, giá trị của đồng hồ Rolex có thể tăng, giảm theo xu hướng thị trường, nhưng những chiếc đồng hồ mang tính nguyên bản luôn có giá cao hơn những chiếc đồng hồ cùng loại nhưng điều kiện kém hơn. Theo lẽ đó, một chiếc đồng hồ Rolex thể thao vintage mà trong tình trạng nguyên bản vẫn còn hộp sổ thẻ ban đầu sẽ có khả năng là một nguồn đầu tư mang lại lợi nhuận chắc chắn trong ngành chế tác. Và bây giờ cũng là lúc kết thúc video. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe để theo dõi thêm nhiều video khác nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.